Phiền não này thường khởi hiện hằng. Đối diện với người, với sự việc chỉ hơi không vừa ý, liền tức giận, sinh tâm oán hận. Trong kinh Phật thường nói, nhất niệm sân tâm khởi, bát vạn chướng môn khai. Một niệm tâm sân nhuế, đạt được cái gì? Được chướng ngại vô lượng vô biên. Tâm sân nhuế đọa địa ngục, tâm tham biến thành ngạ quỷ, ngu si là súc sanh. Không trì giới, không thể nhận. Đại phước báo quý vị tu bị mất hết, đến cõi A-tu-la là sát thôi. Đó không phải là nơi tốt, cho nên phải nhẫn nhục để đối trị. Người Trung Quốc hiểu sân hận dễ gây tai họa. Ngạo mạn, sân hận, đố kỵ thường liên kết với nhau. Những thứ này gây họa. Trong lịch sử có thể nhìn thấy được, ghi chép rất nhiều. Quý vị bình tĩnh quan sát hiện nay, ngày nay cũng rất là nhiều. Ta thường thường nhìn thấy người chết nhà tan, thân bại danh liệt, đều là do nguyên nhân này. Không thể nhận. Cho nên giáo dục của người xưa, từ lúc bé đã dạy nó nhận, dạy nó nhường, không được tranh. Bắt đầu học nhẫn nhường, sau đó nâng cao thêm, từ nhẫn nhường đến khiêm nhường, khiêm tốn. Cảnh giới cao nhất là lễ nhường, nhường đến cùng. Lợi ích vô biên, đó là đức tin. Đức tin đem đến cho quý vị phước báo. Ngạo mạn, tật đố, sân hận đem đến cho quý vị tai họa. Đó là quả báo địa ngục. Sân nhuệ đọa địa ngục. Ngạo mạn, tật đố thuộc một phần của sân nhuệ. Quý vị nghĩ xem, điều này đáng sợ biết bao. Công danh sự nghiệp của thế gian, tu đạo chứng quả của suốt thế gian đều nhờ nhận. Không thể nhận chắc chắn không thể thành tựu. Nhẫn nhục tiên nhân có thể nhẫn chịu ca lợi dương cắt xẻo thân thể, nên ngài thành Phật trước thời hạn. Thị hiện này nói cho chúng ta rằng công đức nhẫn nhục to lớn biết bao.
có thể giúp Bồ Tát thành Phật trước thời hạn. Cho nên, cho dù chúng ta bị oan ức như thế nào, bị lăng nhục như thế nào cũng phải nhận. Nhẫn được thì cửa này quý vị đã thông qua rồi, cảnh giới của quý vị đã đi lên. Còn không thể nhẫn lập tức là đi xuống. Chúng ta muốn đi lên hay là đọa lạc xuống? Ở đây phải dùng trí tuệ để chọn lựa, không thể làm việc theo cảm tính. Làm việc theo cảm tính đó chính là oán hận báo thù. Quả báo đó ở tam đồ. Làm gì có trí tuệ là nhẫn nhục, không để nó trong lòng, lập tức cảnh giới được nâng cao. Những quả báo này xuất hiện rất là nhanh. Chư Phật, Pháp Thân Bồ Tát, không có việc gì mà không thể nhận. Cho nên họ có thể thành Phật làm tổ. Ví dụ này rất nhiều, rất nhiều. Xung quanh chúng ta, thời thời khắc khắc, bất cứ nơi nào cũng có thể thấy được. Phải giác ngộ, không thể mê hoặc. Nhược phóng vật giải đại, tự tụng nhàn đản, đương dụng tinh tấn, nhi đối trị chi. Điều này rất nhiều người tu hành do phóng vật giải đại nhạt nhượng, làm tâm thối thân. Đời này tu hành không thành công được, vẫn luân hồi trong sáu nẻo, suy nghiệp lưu chuyển. Đáng sợ lắm. Mà điều này là gì? Là bệnh chung của mọi người. Tinh thần trì trệ, các bạn đồng tu học Phật, lúc mới học Phật rất dõng mạnh. Người xưa nói học Phật nhất niên, Phật tại nhãn tiền. Giống như việc này vậy, thật tu học Phật 2 năm, 2 năm liền biến thành bánh quẩy nguội. Phật ở trên trời, cự ly xa lắm. Học Phật 3 năm, Phật đã biến thành mây khói rồi, không còn nữa. Đó chính là phóng vật giải đại. Bản thân một tí niệm thiện tâm tốt không giữ được nữa, dễ dàng bị tài sắc danh thực thùy bên ngoài mê hoặc. Vừa bị quyến rũ đã chạy theo rồi. Người xưa nói danh cao lợi nhiều là thứ mê hoặc con người. Ngày nay một tí danh lợi đã mê hoặc được quý vị, mê hoặc quý vị theo mất.
quý vị là thứ gì? Ban đầu nhìn người kia tu hành rất tốt, tán thán họ, ca ngợi họ, danh lợi nhỏ nhoi thôi đặt ở trước mặt, tâm liền thay đổi, Phật không còn nữa. Quý vị nghĩ xem như vậy sao được? Sức mê hoặc trong xã hội này lớn lắm. Khi nào chúng ta mới thật sự làm được không bị cảnh giới bên ngoài mê hoặc, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu, không bị ngoại cảnh quấy nhiễu là quý vị đã có định công, không bị danh lợi mê hoặc là quý vị đã có trí tuệ rồi. Định công trí tuệ không đạt được thì quý vị phải công phu trì giới, nghiêm trì giới luật thì có thể chống đỡ một tí. Định là thứ khó công phá, huệ liền hóa giải. Đó là cảnh giới cao nhất. Cho nên lỗi của chúng ta rất nhiều, nếu không cẩn thận đối trị thì làm sao được. Lấy trì giới để đối trị phá giới, luôn luôn ghi nhớ Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi nhập diệt để lại cho chúng ta hai câu: dĩ giới di sư, dĩ khổ di sư. Học Phật bất luận là tại gia hay xuất gia, thứ nhất phải trì giới, thứ hai phải giỏi chịu khổ. Không nên sợ khổ. Sợ khổ quý vị sẽ vĩnh viễn không lìa được khổ. Khổ lục đạo luân hồi, khổ trong ba đường ác, khổ địa ngục. Chỉ có người giỏi chịu khổ mới có thể vượt qua lục đạo luân hồi, siêu diệt mười pháp giới. Thánh hiền xưa nay, đại thánh đại hiền, họ có những câu kinh nghiệm. Khổ tận cam lai, khổ trung hữu lạc, thị chân lạc. Lạc trung hữu khổ, thị chân khổ. Niềm vui đó là giả. Con người có thể chịu khổ thì yên tâm thoải mái. Tâm họ là định, tâm họ thanh tịnh, tâm an, nên sanh trí huệ chứ không sanh phiền não. Niềm vui đó là niềm vui chân thật. Tôi có, tôi cúng dường người khác, không cần nữa. Nắm chặt A-di-đà Phật không buông, tôi liền thành công. Nếu quý vị thật sự biết được đạo lý này, hiểu được chân tướng sự thật này,
vạn duyên buông xuống, nhất tâm chuyên niệm A-di-đà Phật, cầu sanh thế giới Cực Lạc, thân cận Phật Đà. Đời này quý vị đã viên mãn, không còn bị luân hồi nữa. Bà con quyến thuộc khó rời khó bỏ, nói với họ rằng mọi người cầu sanh thế giới Cực Lạc mới có thể vĩnh viễn cùng nhau tụ hội. Không thể đến thế giới Cực Lạc, vừa chết thì đường ai nấy đi, vĩnh viễn không gặp mặt. Đó là sự thật, không giả dối tí nào. Nghiệp báo của mỗi người không giống nhau, nơi đến của mỗi người cũng khác. Hiểu được chân tướng sự thật rồi mới biết rằng buông xả là chính xác, toàn là giả hết. Thế gian này người và người đều là hư tình giả ý. Nói thẳng ra thì toàn là tự tư tự lợi, toàn là tạo nghiệp luân hồi, tâm luân hồi tạo nghiệp luân hồi. Ở trong luân hồi chịu khổ, người hiểu rõ thì phải buông xả sớm một tí.